ở đây là thanh toán bằng PayPal, có nghĩa là nếu bạn có tài khoản PayPal thì bạn nhập vào đây, bạn nhập password vô rồi bạn thanh toán. Đó là cái phương thức thứ nhất. Trong trường hợp thứ hai là bạn không có cái tài khoản PayPal thì bạn thanh toán bằng thẻ tín dụng, thì bạn click vào phía dưới. Ở đây là bạn khai báo thông tin đầy đủ. Đầu tiên là quốc gia, cái thứ hai nữa là cái card number, ở đây là cái số thẻ tín dụng. Và cái thứ ba nữa là cái payment type, đây là cái loại thanh toán. Thí dụ như bạn thanh toán bằng Visa là bạn click chuột vào Visa, bạn thanh toán vào Mastercard, các bạn vân vân, các phương thức khác thì bạn chọn vào đây. Và cái dòng kế tiếp nữa là bạn cái chọn cái ngày hết hạn của thẻ. Rồi cái CSV đây là ba cái số bí mật phía sau của thẻ. Ở trong phần billing information, tức là thông tin về cái thẻ thanh bill hóa đơn thanh toán, đây là họ tên, tức đầu tiên là tên, first name là tên, middle name ở đây là chữ lót, last name ở đây là họ của bạn. Dòng kế tiếp nó là address một, tức là cái địa chỉ. Kế tiếp nữa là chúng ta chọn một cái city, city là thành phố. Ví dụ như bạn ở thành phố Hồ Chí Minh thì bạn đánh là Hồ Chí Minh vào đây. Cái trường kế tiếp nữa là quận huyện. Ví dụ như bạn ở quận 3 thì bạn đánh số 3 ở đây, Gò Vấp thì đánh Gò Vấp đó. Bạn vào trong diễn đàn đầu tư tại nhà để bạn lấy cái số zip code, cái mã bưu điện. Bạn chọn vào trong cái phần logo, click vào logo thì dẫn xuống trang chủ, chọn vào trong phần trợ giúp. Chọn trong phần zip code. Ở đây thì có mã zip code của tất cả các quận huyện, thành phố, các tỉnh. Ví dụ như chúng ta ở thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta chọn cái mã zip code ở đây là 700.000 hoặc là 760.000 chẳng hạn. Chúng ta nhập zip code vào đây. Dễ copy và dán. Kế tiếp là chúng ta chọn địa số điện thoại, telephone, rồi email. Và cuối cùng là chúng ta đánh chọn vào thanh toán. Như vậy là cái việc thanh toán chúng ta sẽ hoàn tất nếu điền đầy đủ thông tin. Và thêm một yếu tố rồi nhắc các bạn là để kiểm tra được cái thứ hạng, kiểm tra thử coi cái tổng thanh toán này có đúng là của PayPal hay không, thì chúng ta chọn vào trong cái Alexa, chúng ta thấy được rằng là cái thứ hạng của PayPal là 44, thứ hạng rất là cao. Như vậy cái trang đã thanh toán là trang đã trang thật, trang đúng của PayPal. Như vậy thì chúng ta cứ yên tâm thực hiện cái việc thanh toán lên đây. Và bạn có thắc mắc gì nữa thì bạn có thể theo dõi thêm cái phần trong cái phần mô tả của video này để chúng tôi được hỗ trợ các bạn nhiều hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.